Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 Bộ Cánh Diều. Bài thứ tư mà chúng ta được học có chủ đề Hài kịch và chuyện cười, văn bản đổi tên cho xã của tác giả Lưu Quang Vũ. Các em hãy mở sách và chuẩn bị vở ghi để bắt đầu bài học nhé! Trước khi tìm hiểu về văn bản, chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu chung. Một nhỏ tri thức về hài kịch. Hài kịch là thể loại dùng tiếng cười để châm biếm, đả kích phê phán những thói hư tật xấu, cái lố bịch lỗi thời trong đời sống. Tiếng cười trong hài kịch được tạo ra bởi các mâu thuẫn, xung đột, nhân vật, hành động, lời thoại và một số thủ pháp trào phúng tiêu biểu. Xung đột trong hài kịch thường là mâu thuẫn giữa cái xấu, cái thấp hèn với cái tốt, cái đẹp, cái cao cả. Ví dụ, xung đột trong kịch Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ là mâu thuẫn giữa sự chân thực, thật thà với bệnh giả dối, ảo tưởng, nhưng cũng có khi là xung đột là mâu thuẫn giữa cái xấu với cái xấu. Ví dụ như mâu thuẫn giữa sự dốt nát của ông Suốc Đanh và mưu mô lừa lọc của gã phó may trong vở kịch Trưởng Giả Học Làm Sang của Molière. Nhân vật trong hài kịch thường có sự không tương xứng giữa thực chất bên trong và hình thức bên ngoài, giữa suy nghĩ và hành động, lời nói và việc làm. Hành động của nhân vật mâu thuẫn với phẩm chất, vì vậy trở nên lố bịch hài hước. Lời thoại trong hài kịch thường là ngôn ngữ phóng đại, gây cười. Ví dụ như ông Suốc Đanh trong vở Trưởng Giả Học Làm Sang, Molière rất kém hiểu biết nhưng lại luôn tỏ ra thông thái, thích làm sang, bắt chước giới quý tộc. Hoặc ông Toàn Nha, chủ tịch xã trong vở kịch Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ, không biết gì về khoa học nhưng lại luôn nói những điều to tát, cao siêu, hiện đại mà chính ông cũng không hiểu. Và thủ pháp trào phúng. Biện pháp tạo ra tiếng cười trong hài kịch chủ yếu là nghệ thuật phóng đại, nói quá, cường điệu. Ví dụ như trong đổi tên cho xã trích vở kịch Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ, những lời phát biểu của ông chủ tịch xã đã được phóng đại lên nhiều lần bằng các lời kể hoa mỹ, sáo rỗng, để người đọc thấy rõ bệnh khoa trương, hình thức đến mức giả dối, lố bịch. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Tác giả Lưu Quang Vũ sinh năm 1948, mất năm 1988. Ông sinh ra ở Phú Thọ, là con trai của nhà viết kịch Lưu Quang Thuận. Ông là một con người tài năng nhưng gặp nhiều bất hạnh. Ông đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi sự nghiệp đang còn nở rộ. Kịch của Lưu Quang Vũ mang nhiều cách tân độc đáo, quan tâm thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống, bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách của con người. Ông có một số tác phẩm tiêu biểu như là Hồn Chương Ba, Da Hàng Thịt, Hương Cây, Tôi Và Chúng Ta, Sống Mãi Tuổi 17, hay là Nàng Sita, Ngọc Hân Công Chúa. Về tác phẩm, thì tác phẩm có xuất xứ trích trong vở kịch Bệnh sĩ, tuần tập kịch Nhà xuất bản Sân khấu Hà Nội năm 1994. Về bối cảnh đó là ở trụ sở xã, và sự việc ở đây chính là cuộc họp bàn về việc đổi tên cho xã. Về ý nghĩa nhan đề, tác phẩm và văn bản thì nhan đề ở đây chính là Bệnh sĩ để khái quát nội dung tác phẩm, viết về một căn bệnh phổ biến trong xã hội đáng lên án và phê phán. Và nhan đề đổi tên cho xã do nhà xuất bản đặt là nhan đề khái quát nội dung của văn bản. Để hiểu rõ hơn về tác phẩm, chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu văn bản. Một nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách trình bày kịch bản và chỉ dẫn sân khấu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cách trình bày kịch bản. Văn bản chủ yếu là nêu tên hệ thống của nhân vật và lời thoại của mỗi nhân vật. Ngoài các nhân vật kèm lời thoại, văn bản kịch còn có các chỉ dẫn sân khấu như là lời của tác giả kịch bản, chỉ dẫn về bối cảnh, ánh sáng, đạo cụ, trang phục, hành động, v.v. Chúng ta sẽ chỉ ra điểm khác nhau giữa cách trình bày kịch bản và cách trình bày một truyện ngắn bài ký như sau.
Trong cách trình bày kịch bản thì nội dung được thể hiện qua các lời đối thoại của nhân vật, lồng vào sử dụng những từ ngữ mang tính hài hước và gây cười. Và trong cách trình bày một truyện ngắn, bài ký thì nội dung chủ yếu sẽ được thể hiện qua các lời văn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ dẫn sân khấu. Ví dụ về chỉ dẫn sân khấu trong văn bản đổi tên cho xã, tiêu biểu nhất là đoạn mở đầu. Phố Ca, trụ sở ủy ban xã, một căn phòng được trang trí bởi nhiều cửa quạt, khẩu hiệu, áp phích, bản đồ, nổi bật giữa những dòng chữ lớn, hùng tâm vươn lên giàu mạnh hạnh phúc và thay trời đổi đất sắp đặt hùng tâm. Tiếng pháo nổ rầm rộ từ lúc đèn chưa sáng, tiếng pháo rứt đèn rầm rộ từ một chiếc loa to. Ông Nha, chủ tịch xã, đứng bên một chiếc bàn có phủ vải hoa và đặt micro có vẻ quan trọng. Ngồi cạnh ông là anh Văn Sửu, thư ký của ông Nha, lăm lăm tay bút ghi chép. Các cán bộ, xã viên và đại diện những người dân trong xã ngồi nghiêm chỉnh, chung quanh, trong đó có ông Thình, ông bà Đột, anh Tị, ông Ruộng, cô Xoan, bà Thủ, v.v. Chức năng của các chỉ dẫn sân khấu là giúp cho người đọc hình dung ra bối cảnh không gian trụ sở ủy ban xã Phố Ca với những trang trí hình thức lòe loẹt, âm thanh pháo nổ ầm ĩ, huyên náo và đông đảo nhân dân trong xã chuẩn bị cho buổi lễ đổi tên. Ngay trong chỉ dẫn sân khấu đã thấy tính chất hài kịch thể hiện ở nội dung các khẩu hiệu được treo, hình thức tổ chức bài trí cuộc họp tên các xã viên, v.v. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật. Về nhân vật Toàn Nha, đây là nhân vật tiêu biểu cho thói chuộng hư danh, hào danh, bệnh hình thức không chú trọng nội dung, chất lượng công việc, một căn bệnh rất phổ biến trong xã hội. Để khắc họa tính cách của nhân vật này thì tác giả đã tập trung tô đậm từ các phương tiện như cách thức tổ chức trang trí cuộc họp, chỉ dẫn sân khấu và chủ yếu là ngôn ngữ, lời nói, lời phát biểu. Những lời nói rất dài dòng, văn hoa, sáo rỗng nhằm làm nổi bật một con người chỉ nói mà không làm. Và nhân vật ông chủ tịch xã Toàn Nha tiêu biểu cho kiểu người thích sống giả dối trong xã hội. Ông Nha là một người sống giả dối và tham vọng một cách mù quáng. Ông mong ước xây dựng và phát triển một xã khoa học để ông vẻ vang với các xã khác và với cấp trên. Ông tìm hiểu những nơi khác nhưng chỉ tìm hiểu một cách hời hợt, chưa có sự phân tích tình hình thực tế của xã mình đã vội vàng đổi mới. Ông muốn phát triển kinh tế nhưng lại vứt bỏ những thứ vốn là cần câu cơm của người dân nơi đây. Ông nói những từ ngữ khoa trương, lố bịch như bây giờ làm ăn mới rồi, quy mô khoa học, đâu muốn hoạn phải mang lợn đến tận trụ sở. Ông nói rất cao siêu nhưng thực tế thì phũ phàng bởi những lời ông nói chỉ là sáo rỗng. Ông phong chức một cách tràn lan nhưng thực tế thì chẳng ra đâu vào đâu. Chính những người giữ chức đó còn chẳng hiểu mình sẽ làm gì. Về các nhân vật khác, các nhân vật khác hầu hết đều là những người dân chân lấm tay bùn, quanh năm quen việc đồng áng. Nghe sự chỉ đạo của ông Toàn Nha, họ hưởng ứng tán thưởng vì tất cả đều mong muốn xã mình đều trở nên tân tiến, phát triển đúng với tên gọi mới của nó. Xã đã phát triển, đổi mới thì tên chức vụ nghề nghiệp của mình cũng phải thay đổi cho xứng tâm. Bạch Bá Thình từ chức đội trưởng đội 6 thành người giữ chức chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ kiêm trưởng ban ngoại vụ của Liên hợp xã. Lê Khắc Tự từ chức tổ trưởng tổ nề mộc thành người giữ chức chủ nhiệm Trung tâm xây dựng và kiến thiết cơ bản. Hà Thị Thủ từ chức cửa hàng trưởng cửa hàng mua bán xã thành người giữ chức chủ nhiệm công ty dịch vụ thương nghiệp Hùng Tâm. Hay là Hà Văn Duộng từ chức đội trưởng đội 2 thành người giữ chức chủ nhiệm trung tâm điều phối nhân lực và sản xuất nông nghiệp. Hay là bà Đột từ chức trưởng trại lợn thành người giữ chức chủ nhiệm trung tâm chăn nuôi gia súc, vân vân. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của hài kịch qua đổi tên cho xã. Đặc điểm của hài kịch được thể hiện ở câu chuyện và các yếu tố hình thức, xung đột, nhân vật, hành động, lời thoại, thủ pháp trào phúng và nội dung là về đề tài, chủ đề, ý nghĩa, tình cảm, thái độ của tác giả. Cụ thể như sau. Ở thủ pháp trào phúng thì hài kịch thường sử dụng thủ pháp phóng đại, nói quá về một sự việc hiện tượng. Trong đoạn trích thì sự việc đổi tên cho xã và các tên tổ, đội, ngành nghề
truyền thống thành hiện đại đều dùng thủ pháp phóng đại. Tên các nhân vật cũng được sáng tạo bịa như thật để gây cười. Về nhân vật trong tác phẩm thì có sự không tương xứng giữa thực chất bên trong và hình thức bên ngoài, giữa suy nghĩ và hành động, khiến cho việc làm trở nên lố bịch và hài hước. Ví dụ như ông Đốp ở một tên hoạn lợi lại được phong làm chức chủ nhiệm trung tâm triệt sản gia súc xã Hồng Tâm. Ông Thình vốn là đội trưởng đội làm nghề phụ của xã lại được phong làm chủ nhiệm trung tâm công nghệ. Và văn bản thì có sự mâu thuẫn giữa cái xấu và cái tốt. Ông Nha vẽ ra một viễn tưởng cao đẹp về một xã phát triển, giàu mạnh, nhưng thực tế thì những gì ông làm đều chỉ đẩy người dân vào cái nghèo đói. Đó là sự tương phản giữa ảo tưởng và thực tế. Để khái quát lại những kiến thức mà chúng ta vừa học, chúng ta sẽ chuyển sang phần tổng kết. Về nội dung, văn bản đổi tên cho xã đã nêu lên và phê phán một hiện tượng nhức nhối trong xã hội Việt Nam, đó là thích sĩ diện. Và về nghệ thuật, văn bản sử dụng thủ pháp phóng đại, tạo nên tiếng cười châm biếm, hài hước và giàu ý nghĩa. Như vậy, trong bài 4, các em đã được cung cấp những tri thức cơ bản nhất, đó là tri thức về hài kịch. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em!